Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube kênh bán hàng của Tuấn Kiệt Auto. Em Thuận, tư vấn bán hàng của salon Tuấn Kiệt. Hôm nay xin gửi tới quý anh chị và các bạn một mẫu siêu phẩm, mẫu chuyên cơ mặt đất đến từ nhà Toyota. Chiếc xe rất được ưa chuộng trên thị trường của Mỹ nha mọi người nhá. Chiếc Toyota Sienna minivan cỡ lớn nhá. Rất là thông dụng ở Mỹ, chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc đến từ nước Mỹ. Đấy, phần đầu rất là đẹp. Phần đầu là thiết kế chè chung của dòng Camry, la lá dòng Camry đấy mọi người ạ. Thiết kế form 2018 cực kỳ đẹp luôn, la răng đa chấu, phay xước cực kỳ khỏe khoắn nhá. Xi nhan tích hợp trên gương này, đầy đủ cam 360 này, cảnh báo vượt trên gương cũng như là sấy gương sấy kính nhá mọi người nhá. Ngó qua một chút là không gian nội thất nhá. Hai cửa lùa điện cho hai bên. Đó, rất là nhẹ nhàng. Nội thất da nhựa kết hợp với lại một số ốp vân gỗ mọi người nhá. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Với option thì khi chút nữa sang bên kia thì em sẽ giới thiệu chính xác đến tất cả mọi người. Hàng ghế thứ hai của chiếc Toyota Sienna bản Limited. Nó đặc biệt hơn tất cả những cái ghế khác, đó là nó có cái ghế Bislit, cái hạng thương gia, ghế cơ trường đấy ạ. Rồi cùng em quan sát tổng thành chiếc xe về phía đằng sau. Đèn hậu rất là to, bản thiết kế rất là đẹp ạ. Trên bản Sienna Limited form mới 2018 thì nó có một cái điều đặc biệt trên cái hàng ghế thứ ba này, là hàng ghế thứ ba chỉnh điện mọi người nhá, có thể chỉnh được 3 vị trí. Đây là một vị trí khi mà chúng ta có người ngồi, còn khi mà không có người ngồi mà chúng ta muốn cái không gian để đồ của chúng ta rộng ấy thì chúng ta có hai vị trí để hạ ghế nhá. Một phần là úp cái phần này xuống này. Đây là một cái vị trí cho ghế này, úp phần này xuống này. Nếu mà không gian để đồ của chúng ta mà chúng ta để những cái đồ nó dài, cần không gian lớn hơn thì chúng ta có thể hạ cái phần ghế này xuống đây. Đây ạ. Đó. Rất là tiện ạ. Chúng ta có thể mua một cái đệm hơi xe gia đình, minivan gia đình, chúng ta có thể mua cái đệm hơi đặt trong này và đặt lên thì sẽ như một chiếc giường luôn. Đấy, anh quay giúp em vào trong này với ạ. Rất là rộng với mọi người. Sienna bản Limited là một chiếc xe cỡ lớn, rất được ưa chuộng trên thị trường Mỹ. Chiếc xe này còn cực là mới luôn ạ, mới chỉ chạy đâu đó có ngoài 2 vạn km thôi. Rất là đẹp. Một chiếc minivan gia đình 7 chỗ thực thụ luôn này. Cốp chỉnh điện nha mọi người nhá. Sơn của chiếc xe này ấy còn zin đến khoảng 95%, gần như là không có vết xước sát luôn. Tất cả ly lông ở một số vị trí vẫn còn nguyên luôn mọi người ạ. Thử điện này, rất là nhẹ nhàng để tháo dỡ nhá. Toyota Sienna, bệ bậc là ốp chrome, ốp mạ kim loại đó. Ghế là một số vị trí là còn chưa bóc ly lông luôn, rất là đẹp. Có cửa sổ trời cực lớn. Đây ạ, trên này là một cái màn hình 12,7 inch, rất là lớn luôn. Chúng ta có thể hạ xuống cho cả gia đình xem khi đi xe. Cùng em tham quan cái khu vực khoang người lái. Chiếc xe rất là đẹp nha, cam kết keo chỉ zin 100% cho mọi người nhá. Xe full option, đầy đủ gương kính chỉnh điện, lên xuống kính một chạm. Cũng như là các chế độ này. Đấy, chống trơn trượt này, cảm biến này, camera 360 này, sấy vô lăng, sấy kính đủ cả mọi người nhá. Vô lăng tích hợp phím điều khiển này, hỗ trợ đàm thoại dành tay, hỗ trợ điều khiển giọng nói này, có phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn nhá. Đó, mọi người có thể nhìn nhá, những cái option là đáng giá, không kém cạnh gì so với lại Lexus luôn đâu ạ.
Màn hình ở trên xe này có hai màn hình điều hòa tự động 3 vùng. Đây ạ, cái bệ tì tay này là có thể di chuyển được mọi người nhá. Đây này, chúng ta có thể bấm vào đây và chúng ta di chuyển được cái bệ tì tay. Đó. Cùng em ra ngoài với chiếc xe nào để tham quan cái khoang động cơ của chiếc Toyota Sienna. Một chiếc xe gia đình rất là cứng cáp, minivan rất là rộng. Nó to như thế này, sở hữu lên đến 7 chỗ ngồi, thực thụ luôn ạ, cực kỳ rộng rãi. Minivan hoàn toàn có thể dùng để chở hàng hoặc chở người hoặc ra đi gia đình, là dã ngoại rất là hợp lý. Keo chỉ ốc át là vẫn là cam kết là zin 100% cho mọi người, kể cả máy móc luôn. Máy rất là sạch sẽ. Thân xác to như thế này, cái khối lượng làm việc rất là nhiều, chở đến 7 người và hàng hóa, thì nó có đủ để sở hữu hay không, để sử dụng một cách mềm mại hay không? Chắc chắn là có nhá. Máy Toyota V6 3.5 sử dụng động cơ VVTi, cực kỳ khỏe khoắn bền bỉ nhá mọi người nhá. Rồi, đây là toàn thể, đây là tổng thể của chiếc xe Toyota Sienna nhập Mỹ nguyên chiếc Limited nhá. Mọi người có nhu cầu về chiếc xe này có thể liên hệ với bên mình qua số điện thoại ghim dưới màn hình, hoặc là qua trực tiếp salon ở địa chỉ 79 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Chiếc xe này bên mình đang giao bán với lại giá là 3.650.000.000. Thì ai có nhu cầu về chiếc xe này thì nhanh tay liên hệ để sở hữu chiếc xe này cho cá nhân và gia đình mình nhá. Và xin cảm ơn mọi người đã xem video ạ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo ạ.